Phạm Anh Tuấn là cái tên không còn xa lạ đối với khán giả truyền hình. Dù từng ước mơ trở thành ca sĩ nhưng anh lại có duyên với phim ảnh và chính career ấy đã mang anh đến gần hơn với khán giả. Trong suốt hơn 10 năm theo đuổi nghiệp diễn xuất, Phạm Anh Tuấn đã ghi dấu ấn với khán giả qua loạt vai diễn ở các phim Trái Tim Có Nắng, Ngược Chiều Nước Mắt, Cả Một Đời Ân Oán, Trở Về Giữa Yêu Thương, Gạo Nếp Gạo Tẻ và mới đây là Phố Trong Làng. Ở bộ phim Phố Trong Làng, Phạm Anh Tuấn mang đến cho khán giả một màu sắc hoàn toàn mới khi hóa thân thành Thượng úy Nam, trưởng công an xã Tân Xuân. Bộ phim tâm lý này mang tính chất tuyên truyền cho hình ảnh chiến sĩ công an nhân dân nên nhân vật của anh Tuấn có đôi chút cứng nhắc, nghiêm túc vì tính chất công việc. Phải nói rằng nam diễn viên sinh năm 1990 đã thể hiện thành công vai diễn. Bên cạnh đó, Phạm Anh Tuấn cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi trái chiều. Trong suốt khoảng thời gian này, anh được bạn gái kém 11 tuổi là Lâm Diễm Quỳnh luôn ở bên kề vai sát cánh động viên, ngay cả lúc anh gặp tai nạn, chấn thương nặng khi quay cảnh đuổi bắt tội phạm. Mặc dù chênh lệch tuổi tác khá nhiều nhưng họ đã tìm được sự đồng điệu trong nhau. Sau hơn một năm tìm hiểu, Phạm Anh Tuấn cùng bạn gái quyết định tiến tới hôn nhân. Lễ ăn hỏi của họ đã được tổ chức sau Tết Nguyên đán và mới đây, trước sự chứng kiến của bạn bè, những người thân thiết, Phạm Anh Tuấn đã chính thức cầu hôn bạn gái và họ dự kiến sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 5 tới. Chia sẻ với thông tin 24 giờ, Lâm Diễm Quỳnh, vợ tương lai của anh Tuấn cho biết mình và anh đã tìm hiểu nhau khoảng hơn một năm cho tới khi quyết định về chung một nhà. Khi mới quen nhau thì cũng có xảy ra đôi chút bất đồng quan điểm, lớn nhất là khoảng cách về tuổi tác. Thế nhưng mỗi lần tranh cãi anh Tuấn luôn là người chủ động nhường nhịn mình bản thân mình. Sau mỗi lần đó, cũng tự trưởng thành lên rất nhiều do vậy chuyện tình cảm của cả hai ngày một gắn kết hơn. Vợ tương lai của Phạm Anh Tuấn sinh năm 2001, hiện đang hoạt động trong lĩnh vực làm đẹp. Dù hiện tại không hoạt động showbiz nhưng cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn. Chia sẻ về định hướng phát triển bản thân, Lâm Diễm Quỳnh cho biết nếu có điều kiện, cô sẽ theo đuổi nghề mẫu ảnh công việc yêu thích và mở một tiệm make up nhỏ xinh. Thế là năm nay Beast lại có thêm một nam diễn viên điển trai gia nhập hội hoa có chủ. Hãy cùng chúc phúc cho Phạm Anh Tuấn và cô vợ tương lai nhé các bạn. Mong thời gian tới anh sẽ cống hiến thêm những vai diễn hay, ấn tượng cho khán giả ở những bộ phim mới đặc sắc. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.